chịu khó ba thanh niên. Bố mẹ giao cho mỗi thanh niên mỗi một người là nửa cánh rừng để làm vốn để cưới vợ. Có người yêu xinh phết nhỉ. Nói chung xin chào tất cả mọi người, chúc người có ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Thì bây giờ anh em mình đã có mặt tại thôn Cát Lũng. Hiện tại bây giờ đang ở trên độ cua chỗ bể nước. Thì hiện tại bây giờ bà con đã bắt đầu lên làm với lại máy đang lu ở cái đoạn trên này. Em buổi sáng bà con làm chỉ buổi sáng hôm nay thôi. Nhưng buổi sáng hôm nay công việc của anh em mình là tiếp tục cho xe lu nó lu nốt đoạn đường này là cũng hết buổi sáng nay rồi. Nhưng buổi chiều nay bà con nghỉ, với lại ngày mai ngày kia thì sẽ yêu cầu cho bà con nghỉ, không biết có việc gì nên là mình không biết được. Nhưng bây giờ là bà con lên làm, hiện tại bây giờ là cũng có một số bà con đang chuẩn bị lên. Nhưng bây giờ thì anh em mình đi xem bà con làm như nào, với lại lên xem máy múc nó lu. Chào thanh niên nhá. Ở này một loạt đá ở chỗ bên rìa này là lấy ra tận đây nhá. Lấy ra xong là xếp gọn ra, xong hoặc là để bên rìa ấy. Xếp vào một hàng 30 phân cao cao tí để bên rìa ấy. Vì cao quá là xe lu nó không lu được. Nó không xuống được thì toàn đá không. Đây này, bốc ở đây xuống này. Thanh niên là cái rất chịu khó. Đi làm nhiệt tình chịu khó. Có chứ. Nó đang ít người nên là để làm từ từ đoạn một. Đoạn này 3 mét. Không, cái đấy là để ruộng kệ nó. Cái đấy mai đổ bê tông phủ một chốc thôi. Linh, chiều nay ra huyện chơi không? Đi. Đi không? Chiều nay ra huyện nhá. Có rồi lại không ấy. Thanh niên thì nói không đúng rồi. Nói là phải chuẩn nha. Chiều ra huyện chơi nhỉ. Nhà làm gì? Còn cái kệ đó thôi, cứ săn nó thôi. Để nữa xe lu đi qua, nó lu qua thôi. Bà con xếp chỗ này là toàn đá không nên là xe lu hôm qua nó đi nó không đúng thế nào luôn. Nhưng hôm nay là phải cho bà con lên để nhặt bớt nó ra cho nó phẳng cái mặt đường, để cho xe lu nó lấy cái lu đi để lấy mặt phẳng. Thế bây giờ là bà con sẽ lấy đá ra và xếp thành một hàng ở bên rìa này cho nó cao lên. Đấy, cứ như thế này là đường này. Xong rồi máy đi qua nó lu phát là xong. Đây, đang đi nhặt cái viên đá bên bé này. Đấy, nhặt cái viên đá bên bé này xong rồi xếp hoặc là vứt sang đây. Đấy, nhặt viên đá bé này vứt hết sang bên kia này. Đấy, vứt gọn bên kia này. Đấy, xếp lại. Đấy, đúng rồi. Đấy, xong rồi vứt vào cái hố này nữa này. Đây đây, mấy cũng chú Ná, anh Ná gọi mấy người lên đây đổ làm chỗ đoạn này này. Đây này, cầm cái búa này để đập cái này, giải cái này xuống. Đường chắc quá, xe lu đi không lún thế nào luôn. Này anh Ná ơi, anh xếp này cho em gái nhá. Xếp giải bằng phẳng đây tí cho nó đập cái này ra này. Hoặc là cái này nó to quá thì vần sang bên kia này. Đấy, vần sang bên kia này. Đá to. Cái đá to này không có là vần sang bên kia này. Để xong rồi lấy viên đá bé giả ở đây, xong rồi để cho xe lu nó lu cái đoạn này đi. Đây chỗ này nó cao quá này, chỗ này nó cao quá phải bốc bớt đi. Đây bốc bớt đi, xong rồi nếu mà nó không có chỗ để thì anh vứt vào trong nền này. Đấy, nó cao quá nó vứt hết vào trong nền này. Như là trước là nếu bà con là kè cao quá, nó không có mặt phẳng. Đây vứt hẳn ở bên kia này luôn này, vứt hẳn ở bên trong này này. Là chỗ này nó phẳng rồi thì vứt hẳn ở bên trong này.
Ai, anh Đá ơi, bữa nay ông em lên phần với viên đá cái ra kìa. Ba người, ba bốn người lên. Đây anh gọi mấy người lên trên là phần phần mấy viên đá cái ra đi. Cái ơi, thôi cứ để được mọi người làm đi. Đây vẫn đặt nó ra bên kia này. Đấy, như là con đập được này. Thế kia ở đây nó không có cái gì đập. Thôi về cắt mất người lên xuống số này. Bây giờ là người ạ, thì bây giờ thì anh em mình sẽ dọn cái chỗ cái lán này để cho bên há tổ sò nó chuẩn bị trồng ngô người ạ. Bây giờ là mấy anh em ở đây đang tập trung vào chuyển đá với xếp đá gọn ra. Ô này, công ơi, cái này để mai mà cha nhớt này, nhớt mới này. Đây là cái mỡ bò kìa, đấy cái mỡ đấy là cất đi. Đây cho một túi bóng này. Đây, không được, bóng này chắc rồi. Các bạn, đây cả cái mỡ bò kìa, đấy. Tay bé quá. Không còn được.
để năm luôn thôi. Nó mỏng thì bỏ luôn đi rồi. Cưới vợ rồi này, đấy đã có người yêu rồi, thế là cuối năm nay cưới đúng không? Thôi cuối năm nay cưới đi để cho các anh ăn cỗ nhá, rất chịu khó ba thanh niên. Bố mẹ giao cho mỗi thanh niên mỗi một người là nửa cánh rừng để làm vốn để cưới vợ, có người yêu xinh phết nhỉ? Ô nào 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 nào, tạm thời tạm stop đó, stop. Ôi trời ơi, đừng có tụt. Oai, tao lơ. Thôi, xuống đây để san lớp này cho nó phẳng đi cô ơi. Ok. Đi làm siêu nhân đã. Mọi người ạ, thì buổi sáng hôm nay thì là hiện tại bây giờ là máy nó làm từ dưới tổ 1 lên trên này rồi, và bây giờ thì cũng muộn rồi, 12 giờ trưa rồi, thì mình cũng cho bà con nghỉ, và buổi chiều hôm nay thì bà con cũng nghỉ luôn, thì vì xã yêu cầu là bà con nghỉ để không biết làm cái gì. Thế nên là bây giờ thì anh em mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mọi người thấy hay, hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhé. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.